thì số sàng vô lấy lần kinh. Tớ cấm cung ta không dung tình, ngồi đế vương giang danh càng lòng. Đền rồng không tha đợi người ra ma. Phi tần cả hoàng cung nghe Du Bình miệng than thương xót nhưng biệt tâm như khói, bình thân như dại. Chỉ có hoàng hậu không kịp thay y phục, ngày đêm nơi hậu cung chăm sóc cho chồng. Du không cảm nhận đúng sai, đem nỗi đau đổ hẳn vào người chăn gối. Nhà ngươi câm miệng. Bệ hạ, ngài, ngài có quá đáng không? Ngươi hoàng hậu. Dạ. Khanh trả lời câu hỏi hoàng gia, ta chẳng tha thần mi sinh tồn. Sao cả gan quy ngôn nhà vua, lời truyền chiều dương tận tường ta nghe. Nói bệ hạ, tâu quân dương ngài trái lòng thương, nữ thân tính cung chương gây phiền. Lòng ngay từ lâu trung hiền, bao lối lầm nông nói thiếp xin nghiêm trừng. Chẳng thà tuân lời hoàng gia đại nàng phương xa. Dạ, tâu bệ hạ, cho thần được nói. Tôi tình anh lạc bệ hạ. Nhà ngươi